Xin chào các chị em, đây là chương trình The Cycle. Chắc hẳn bạn thường xuyên bắt gặp những bài đăng về các blogger hot hơn mạng lật xe, bị bóc mẽ là giả tạo trên mạng xã hội. Vì trên các nền tảng mạng xã hội có rất nhiều kẻ lừa đảo, nên người Mỹ đã nghĩ ra một chương trình mang tên cuộc thi lừa đảo trên mạng, xem ai có thể lừa được ai. Ai có thể lừa đảo đến cuối cùng sẽ nhận được giải thưởng $100,000. Nghe hấp dẫn chưa nào? Trong chương trình, tất cả các thí sinh đều sống trong cùng một tòa nhà, nhưng không được gặp mặt nhau, chỉ có thể giao tiếp thông qua ứng dụng vòng tròn. Các thí sinh có thể tự do chỉnh sửa trang cá nhân của mình, ảnh và thông tin đều có thể là giả mạo. Sau mỗi vòng chơi, các thí sinh sẽ được xếp hạng theo mức độ yêu thích, người xếp cuối có thể bị loại. Người chiến thắng là người ở lại đến cuối cùng và có mức độ yêu thích cao nhất. Những thí sinh tham gia chương trình này cũng rất kỳ lạ, người này còn dị hơn người kia. Người đầu tiên là chàng gay, cờ rít thích ăn mặc loè loẹt, hơi thở chị em ngập tràn. Vừa bước vào phòng, anh ta đã dán tấm áp phích khổ lớn của chính mình lên tường, hy vọng Chúa toàn năng của anh ta có thể phù hộ cho anh ta chiến thắng tất cả mọi người. Để tôi xem có thẳng không nào. Đẹp quá. Tấm áp phích này có lẽ là thứ thẳng nhất trong căn phòng này rồi. Người thứ hai là anh chàng cơ bắp John Sasso, vừa mở miệng đã nói rằng mình là một chàng trai mama boy, tự hào nhất thế giới, còn tự nhận mình giống như phiên bản trẻ của bố già. Anh ta thích khoe cơ thể, bao gồm cả vùng nhạy cảm, trên mạng xã hội. Khụ khụ, những lời này cũng có thể nói trên truyền hình sao? Alana, cô gái tiếp theo cũng rất dễ thương, là người mẫu ao tắm và nội y, dáng người thật tuyệt vời. Nhưng cô ấy không muốn đàn ông nghĩ rằng mình chỉ là một bình hoa di động, cũng không muốn những cô gái khác coi mình là mối đe dọa, vì vậy cô ấy muốn thay đổi định kiến của mọi người về người mẫu. Anh chàng chuyển giới Siburn mới là người chơi khét nhất, ngay cả giới tính của anh ta cũng là giả, anh ta trực tiếp lấy ảnh của bạn gái để giả làm con gái. Chẳng phải đây giống như việc dùng nick ảo người chuyển giới khi chơi game sao? Chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông muốn xem gì. Anh ta tự tin rằng mình sẽ trở thành người phụ nữ hoàn hảo nhất trong chương trình này. Suham là người Mỹ gốc Ấn, anh ta rất ghét mạng xã hội, tôn thờ sự chân thật, vì vậy anh ta muốn sống thật với chính mình trong chương trình này, từ chối làm hài lòng người khác. Nhìn qua thì anh ta giống như kiểu người hiền lành, thật thà, không thể sống sót nổi một tập trong phim hậu cung Chân Hoàn Truyện. Samatha tự nhận mình là một ác nữ, thích đăng ảnh khoe vòng ba trên mạng xã hội, là người song tính luyến ái và rất cởi mở, tính cách cũng rất phóng khoáng. Anthony là vận động viên bóng rổ, anh ta luôn được các cô gái yêu thích. Tuy đã có bạn gái, nhưng vì muốn chiến thắng, anh ta vẫn đổi trạng thái của mình thành độc thân. Người cuối cùng là cô nàng Led, Kalin Manly, người có thể xách bình cứu hỏa đến quán bar để cứu người. Cô ấy nói rằng mình là Led chính hiệu và đã có bạn gái, nhưng trong trò chơi này, cô ấy không định dùng thân phận thật của mình. Cô ấy đã tìm một bức ảnh của một cô gái xinh đẹp trên mạng, dự định đóng giả một cô gái thẳng được nhiều người yêu thích. Hiện tại có tổng cộng 8 thí sinh, họ đều phải xếp hạng mức độ yêu thích dựa trên hồ sơ của nhau. Chàng gay vừa nhìn thấy anh chàng cơ bắp có thân hình gợi cảm nhất, đã lập tức phát ra tiếng kêu gà trống trước màn hình. Vòng tròn ơi, hãy cho tôi xem hồ sơ của anh chàng cơ bắp nhé. Ôi, chỉ cần nhìn ảnh, anh ta đã cảm thấy ưng, rồi. Tất cả mọi người đều chê bai nghề người mẫu của Alana, còn tỏ ý nghi ngờ về phần tự giới thiệu có thể ăn bánh ta câu cả ngày. Nhưng anh chàng cơ bắp ngố tàu vẫn dựa vào sở thích đàn ông thẳng của mình mà xếp cô ấy ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng yêu thích. Còn ảnh và phần giới thiệu của anh chàng Ấn Độ thì quá đơn giản, đến nỗi bị Samatha nghi ngờ là nữ giả nam. Sau khi mọi người hoàn thành việc xếp hạng, cuộc trò chuyện nhóm đầu tiên chính thức bắt đầu. Chàng gay là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng trong nhóm, gửi tin nhắn đầu tiên. Vì mọi người mới quen biết nhau nên cách nói chuyện còn khá dè dặt. Alana đã kéo tất cả các cô gái vào một nhóm nhỏ, đổi tên nhóm thành những nữ hoàng thon thả, sau đó giả vờ rất thân thiện chào hỏi các cô gái xinh đẹp. Đáng tiếc, chiêu này không những không giúp cô ấy ghi điểm trong mắt mọi người, mà còn khiến Samatha và Kalin càng thêm ghét cô ấy. Anh chàng chuyển giới có thể trà trộn vào nhóm chị em này, cảm thấy vô cùng phấn khích. Để che giấu thân phận thật của mình, anh ta phải suy nghĩ kỹ trước khi gửi từng tin nhắn. Alana nói trong nhóm rằng cô ấy cảm thấy chàng gay rất thú vị, bản thân cô ấy rất thích khí chất của anh ta. Các chị em khác cũng bày tỏ sự đồng tình. Anh chàng chuyển giới lập tức hỏi Samatha, vậy là cậu thích anh chàng gay à? Samatha vừa nghe thấy câu này đã trợn trắng mắt, anh ta là gay đấy. Tỉnh táo lại đi. Cô bé ơi, anh ta là gay đấy. Cười chết tôi mất. Anh ta là gay á? Sao cậu không nhận ra hơi thở đồng tính? Vậy, những cô gái khác đều cười nghiêng ngả. Hóa ra chỉ có gia đa gay của anh chàng chuyển giới một chàng trai thẳng chính hiệu là không hoạt động. Mới nói chuyện được mấy câu mà anh ta đã sắp bị lộ tẩy. Rồi, còn anh chàng chuyển giới lúc này vẫn chưa nhận ra tình cảnh của mình, chủ động thả thính anh chàng Ấn Độ, còn hỏi một câu rất giả chân, cậu thấy cô gái nào là giả tạo nhất? Vừa nghe thấy anh chàng Ấn Độ nghi ngờ Kalin chứ không phải mình, anh chàng chuyển giới đã vui mừng như muốn bay lên. Hai chàng trai thẳng này càng nói chuyện càng hăng say. Anh chàng Ấn Độ cứ tưởng thật sự có một cô gái da đen xinh đẹp rất thích mình.
họ còn hẹn ước sẽ xây dựng tình cảm thật, cùng nhau sống sót, đến cuối cùng. Đây là niềm vui khi hai chàng trai thẳng thả thính, lẫn nhau sao. Anh chàng cơ bắp nhắn tin riêng cho Alana, nói chưa được mấy câu đã cởi áo. Nhập giọng nói để trò chuyện mà còn phải múa may quay cuồng. Mới nói chuyện được hai câu mà anh ta đã cảm thấy mình say như điếu đổ rồi. Anh đang phóng xe trên đường cao tốc với vận tốc 144 km/h. Anh đến để theo đuổi em đây, cô gái. Tuyệt vời. Gửi. Điều kỳ diệu hơn nữa là Alana cũng cảm thấy anh chàng cơ bắp rất tốt. Người đẹp ngốc nghếch và chàng trai ngây thơ, tự tin này sao lại có chút xứng đôi vừa lứa vậy nhỉ? Còn Anthony thì đã chọn được con mồi của mình, đó là Kalin. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh tượng một chàng trai thẳng thả thính, một cô nàng men lì. Người thì giả vờ độc thân, người thì giả vờ là trai thẳng, cả hai đều tự cảm thấy mình rất giỏi. Ồ, thật dễ dàng để đoán được suy nghĩ của đối phương. Mình thật sự là bậc thầy chiến lược. Ha ha, mình là chuyên gia tán gái. Thật ra chẳng phải chỉ là đang lừa dối, lẫn nhau sao? Hai người vui mừng khôn xiết là vì cái gì vậy? Lúc này, hệ thống đã công bố kết quả xếp hạng yêu thích trước đó. Xếp hạng từ thấp đến cao lần lượt là anh chàng Ấn Độ, Kalin, anh chàng chuyển giới, chàng gay, anh chàng cơ bắp, Alana, Anthony, Samatha. Samatha và Anthony hai người có thứ hạng cao nhất được hưởng đặc quyền. Họ có thể tự do lựa chọn chọn một người. Hai người thảo luận một hồi, quyết định loại Alana. Anthony đồng ý sẽ tự mình thông báo tin này, nhưng với điều kiện là Samatha phải đồng ý liên minh với anh ta. Chiêu này thật cao tay. Bởi vì người bị chặn là con gái, cho dù là Anthony thông báo, người bị ném đá, vẫn là Samatha, còn anh ta thì được thêm một đồng minh, thật sự là lợi đủ đường. Cứ như vậy, Alana bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng cô ấy có thể lựa chọn gặp mặt một thí sinh trước khi rời đi. Alana xông thẳng vào phòng của Samatha, chỉ tay vào mặt cô ấy, mắng, tại sao lại loại tôi? Hay, giá như cô ấy không nói với mọi người rằng mình là người mẫu, đừng lúc nào cũng xoay quanh chủ đề về hình thể và nhan sắc, có lẽ cô ấy còn có thể sống sót thêm vài ngày. Ngày hôm sau, chàng gay đã chủ động tìm Samatha để trò chuyện riêng. Anh ta đoán được tối qua Alana sẽ đến tìm Samatha, cũng có thể hiểu được tình cảnh hiện tại của cô ấy. Chàng gay chu đáo, ân cần lập tức trở thành bạn thân với Samatha, hai người cũng đạt thành liên minh chị em. Anthony tìm đến Kalin, còn rất thâm thúy nói với cô ấy rằng, cậu biết không, tối qua chúng tớ đã phân vân giữa cậu và Alana, cuối cùng là tớ đã cứu cậu. Kalin nhìn thấu tâm tư của anh ta ngay lập tức, miễn cưỡng, bày tỏ lòng biết ơn với anh ta. Hai người này lại bắt đầu diễn kịch với nhau. Anthony muốn dựa vào ân tình để đòi hỏi báo đáp. Kalin bề ngoài thì đồng ý, nhưng thật ra trong lòng chẳng muốn liên minh với anh ta chút nào. Ở một diễn biến khác, hai chàng trai thẳng là anh chàng Ấn Độ và anh chàng chuyển giới lại bắt đầu tán tỉnh nhau. Anh chàng chuyển giới rất ân cần, chu đáo hỏi han cảm nhận của anh chàng Ấn Độ khi xếp cuối bảng xếp hạng tối qua, còn dành cho anh ta một cái ôm trìu mến. Nhìn thấy anh chàng Ấn Độ vui mừng ra mặt. Hãy nhìn xem dáng vẻ phấn khích của anh chàng Ấn Độ kìa. Trông giống như những kẻ ngốc nghếch, bị những gã đàn ông chân đất giả làm gái xinh trên mạng lừa tình, lừa tiền đến tán ra bại sản trong các bản tin thời sự. Sau khi bị loại, Alana còn để lại lời nhắn video. Anh chàng cơ bắp nhìn thấy Alana thật sự là một cô gái xinh đẹp, lập tức suy sụp. Anh tin em. Ôi trời ơi, hơn nữa chúng ta rất hợp nhau. Trực giác của anh luôn luôn đúng. À không phải lúc nào cũng đúng. Có 25% là đúng, lần này anh đã trúng 25% đó. Trời ơi. Nhưng vừa nãy anh ta còn nói Alana chắc chắn là do đàn ông giả mạo. Ây da, ai mà chẳng nói được những lời sau sự việc. Bản chất của con người chính là tự vả. Người đẹp trong mộng của mình bị loại, anh chàng cơ bắp liền lập tức đến tìm Anthony để hỏi tội. Cậu loại một người thật như vậy, trong lòng cậu không cảm thấy áy náy sao? Anthony miệng thì nói là có chút áy náy, nhưng thật ra trong lòng không hề có chút dao động nào. Anh chàng cơ bắp còn tự tin rằng Anthony chắc chắn cảm thấy bị mình đe dọa nên mới sợ hãi. Thật ra Anthony hoàn toàn không quan tâm. Trong lòng anh ta còn đang nghĩ đến việc loại bỏ gã khờ này ở vòng tiếp theo. Anh chàng chuyển giới lại kéo Samatha và Kalin vào một nhóm chat nữ để thăm dò. Còn Samatha lúc này cũng vạch trần bộ mặt thật của Anthony, tối qua chính là anh ta đề nghị loại cậu đấy. Anh ta nói ảnh đại diện của cậu quá giả tạo, dùng nhiều filter quá. Cậu đừng chỉ có ý kiến với một mình tôi. Cậu có thể ghét thêm cả Anthony. Nhưng Kalin cảm thấy Samatha rất thù địch với mình, không muốn bị cô ấy dắt mũi. Hai người cứ thế mà cãi nhau ầm ĩ. Anh chàng chuyển giới, người đã lập nhóm chat lại co rúm trong góc để hóng drama. Đến tối, họ có thể thêm một bức ảnh mới vào trang cá nhân của mình để tham gia bữa tiệc cyber. Vậy những người này sẽ tổ chức tiệc tùng như thế nào? Chính là tự quẩy trong phòng sau khi đã ăn mặc chỉnh tề. Một đám người quẩy online trong phòng, kỳ lạ thật đấy. Sau khi Alana rời đi, lại có thêm một cô gái xinh đẹp mới tham gia trò chơi. Chúng ta hãy gọi cô ấy là cô nàng tóc ngắn, Janji. Cô ấy nói rằng mình là người độc lập,
cởi mở, rất muốn tìm một người để hẹn hò trong chương trình, hơn nữa là không phân biệt nam nữ. Trời ạ, chương trình này xem như là hoàn toàn không có cô gái thẳng chính hiệu, nào rồi. Trong bữa tiệc, mọi người đều khoe ảnh mới của mình. Kalin đăng một bức ảnh nóng bỏng, khoe dáng. Còn anh chàng Ấn Độ thì vẫn đáng yêu như vậy. Chàng gay đăng một bức ảnh trang điểm đậm, lồng lộn cứ tưởng có thể lấn át tất cả mọi người, không ngờ Samatha cũng tung chiêu độc. Nhìn xem đã dọa chàng gay sợ đến mức nào kìa. Bức ảnh này của Samatha nóng bỏng quá. Anh chàng cơ bắp vừa nhìn thấy, lại cảm thấy ưng rồi. Anh ta thật sự rất hời hợt. Khả năng hành động của anh chàng cơ bắp thật sự không phải dạng vừa đâu. Vừa nhìn thấy gái xinh đăng ảnh, anh ta đã lập tức tấn công. Anh ta kích động nói rằng mình nhìn thấy bức ảnh của cô ấy đã suýt nữa bị đau tim. Chỉ thiếu mỗi việc dán cái mắc đồ dê xồm lên trán. Samatha cố tình thả thính anh ta. Anh chàng cơ bắp thật sự rất dễ câu, nhẹ nhàng nhảy vào ao cá của cô ấy. Anthony cũng tìm cô nàng tóc ngắn người có bức ảnh mới rất gợi cảm. Để trò chuyện, anh ta và cô nàng tóc ngắn cũng tán tỉnh qua lại. Anthony còn rất đắc ý. Ồ, đến giờ phút này, mình đã lôi kéo được Rebecca, Samatha, cô nàng tóc ngắn, Samatha, Kalin và anh chàng Ấn Độ rồi. Mình thật sự quá giỏi. Nghe những lời này, tôi thật sự không nỡ vạch trần anh ta. Hay trong lúc bữa tiệc đang diễn ra, cô nàng tóc ngắn có thể xem trộm tin nhắn của mọi người với tư cách là gián điệp. Kalin lừa mọi người trong nhóm rằng mình chưa bao giờ ngủ với người đồng giới. Samatha không hề muốn che giấu thân phận song tính luyến ái của mình, nói thẳng rằng mình đã từng ngủ với phụ nữ. Kalin nháy mắt với Samatha, chàng gay lập tức hiểu ý. Xem ra, thân phận giả trai thẳng của Kalin cũng không được thẳng, cho lắm. Cậu có muốn thử bơi trong hồ bơi cầu vồng không? Kalin trả lời, cầu vồng của tớ có màu hồng đấy, ý cô ấy muốn nói là mình cũng có thể hành sự với con gái. Ba người họ trò chuyện rất vui vẻ bằng mật mã của cộng đồng LGBT, anh chàng Ấn Độ nhìn mà ngơ ngác, cảm thấy mình như đang xem tiếng nước ngoài. Hey, ai đó hãy cứu chàng trai tội nghiệp này đi. Anh ta thật sự rất ngây thơ, đáng yêu. Vậy cô nàng tóc ngắn sẽ chọn trò chuyện riêng với ai? Cô ấy đã chọn Kalin, người đang dùng ảnh giả làm con gái xinh đẹp. Kalin vừa nhìn thấy, đã lập tức phải lòng, thân hình tuyệt đẹp của cô nàng tóc ngắn. Đây là cảm giác rung động sao? Trùng hợp là cô nàng tóc ngắn cũng nói muốn xây dựng tình cảm với cô ấy. Chẳng phải đây là tình cờ gặp được chân ái, sao? Hai người mới nói chuyện được mấy câu đã yêu đương online, cuồng nhiệt. Lúc đang tâng bốc, ảnh của nhau, hai người còn tăng tốc, lái xe trên đường cao tốc. Bức ảnh em mặc đồ đen khiến chị thấy được sự mạnh mẽ của em. Còn bức ảnh em chụp ở biển khiến chị thấy được sự ngoan ngoãn của em. 50 sắc thái. Gửi. Cô ấy đang cố gắng thả thính tôi. Cô gái à, tôi thích như vậy. Kalin nhắc đến 50 sắc thái, cô nàng tóc ngắn cũng rất hiểu ý, trả lời cô ấy, còn hơn cả 50 sắc thái cơ. Quá, hai chị đại này thật sự rất biết thả thính. Sáng sớm hôm sau, cô nàng tóc ngắn vì không biết nấu ăn sáng nên đã đến tìm Anthony, người rất giỏi nấu ăn để học hỏi. Anthony cứ tưởng cô gái xinh đẹp này thích mình, bèn tấn công dồn dập vào cô nàng tóc ngắn. Người đẹp à, anh rất thích bức ảnh em chụp, ở bãi biển tối qua em trò chuyện riêng với ai vậy Anthony, sao không chọn anh? Cô nàng tóc ngắn cạn lời. Vì lịch sự nên cô ấy chỉ đành qua loa trả lời, tuy em muốn trò chuyện với anh, nhưng em vẫn muốn làm quen với các cô gái trước. Anthony vừa nghe thấy, lại cảm thấy mình được rồi, cô nàng tóc ngắn cũng bị mình thu hút rồi. Hiện tại mình đang đi đúng hướng. Tại sao anh ta lại tự tin như vậy? Cô ấy chỉ muốn hỏi cách luộc trứng thôi mà. Còn anh chàng cơ bắp lại đang diễn trò, khó hiểu. Anh ta vừa tắm bồn trên sân thượng, vừa hát, chàng gay thèm khát cơ thể của anh ta đã lâu bèn tìm anh ta để trò chuyện. Chàng trai ngốc nghếch này hoàn toàn không nhận ra chàng gay thích mình, còn nhiệt tình mời anh ta làm anh em tốt của mình cả đời, sau đó còn muốn cùng nhau đi thả thính các cô gái trong bữa tiệc. Còn chàng gay thì lại đang nghĩ đến việc cùng anh chàng cơ bắp trở thành ông hoàng nổi tiếng. Anh chàng cơ bắp là vua, vậy thì anh ta chính là hoàng hậu. Em yêu à, sẵn sàng lên ngôi cùng anh chưa? Ha ha anh bạn, anh rất vui khi được làm vua của hoàng hậu là cậu. Ha ha ha, gặp nhau trên ngai vàng nhé. Kalin lập một nhóm chat những đứa con ngoan của mẹ, kéo anh chàng Ấn Độ và chàng gay vào nhóm. Cô ấy chủ động tiết lộ thông tin mình đã trò chuyện với cô nàng tóc ngắn, liên minh ba người này tạm thời được thiết lập. Còn cô nàng tóc ngắn thì kéo những cô gái mà cô ấy chưa trò chuyện cùng vào một nhóm. Cô ấy cũng bày tỏ sự yêu thích dành cho Kalin, còn hỏi xem có ai là lét không? Tất nhiên là Samatha rồi. Còn anh chàng chuyển giới thì để có thể tiếp tục sống sót trong vòng xoáy này, đành phải nói rằng mình là song tính luyến ái tò mò. Cô nàng tóc ngắn nói rằng, bình thường cô ấy thích con trai, nhưng luôn có cảm tình với con gái xinh đẹp. Câu nói này khiến Samatha cảm thấy cô ấy không phải là lét chính hiệu, mức độ yêu thích dành cho cô ấy cũng giảm đi một chút. Lúc này, bảng xếp hạng yêu thích vòng 2 lại sắp được công bố. Cô nàng tóc ngắn là thí sinh mới nên không tham gia đánh giá. Anh chàng cơ bắp và Anthony đã ngứa mắt nhau từ lâu, đều xếp đối phương ở vị trí thứ 6.
đây là sự ăn ý giữa những chàng trai thẳng sao. Anh chàng chuyển giới và anh chàng Ấn Độ cũng là tình yêu đích thực, đều xếp đối phương ở vị trí thứ nhất và thứ hai. Ôi anh ấy yêu anh ấy quá đi. Tôi thật sự không hiểu nổi tình bạn của những chàng trai thẳng này. Cách nói chuyện của anh chàng Ấn Độ và anh chàng cơ bắp cũng rất kỳ lạ. Anh chàng Ấn Độ nói rằng mình có thể đối đầu với cả thế giới, trong vòng tròn vì anh chàng cơ bắp. Anh chàng cơ bắp nói rằng mình yêu anh chàng Ấn Độ chết đi được. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ liều chết để bảo vệ em. Mọi người tự nghe xem họ đang nói những lời vớ vẩn, gì vậy? Trong phần hỏi đáp ẩn danh, chàng gay hỏi anh chàng chuyển giới rằng liệu sự nhút nhát của anh ta có phải là cố tình diễn để lấy lòng người khác hay không? Anh chàng chuyển giới bịa ra một lý do, nói rằng mình thật ra là sinh đôi, bình thường đều do chị gái nói thay mình, vì vậy anh ta không giỏi thể hiện bản thân. Anthony vừa nghe thấy đã biết là giả, còn chàng trai ngốc nghếch đang yêu say đắm là anh chàng Ấn Độ thì vẫn bênh vực cho anh chàng chuyển giới. Ồ, cậu có thể nói ra những điều này, cậu thật dũng cảm. Tiếp theo là đến lượt anh chàng chuyển giới hỏi Kalin, cậu nghĩ ai đang giả tạo? Trời ạ, anh chàng chuyển giới quả không hổ danh là vua tự hủy. Chẳng phải người giả tạo chính là hai người các cậu sao? Câu trả lời của Kalin là ai cũng đáng nghi. Cô nàng tóc ngắn đột nhiên xen vào, nói rằng hình tượng của Samatha hoàn hảo đến mức như là giả tạo vậy. Thật ra, ban đầu cô nàng tóc ngắn muốn thả thính Samatha, khen cô ấy hoàn hảo, nhưng mọi người đều hiểu lầm là đang nghi ngờ cô ấy. Samatha cảm thấy rất khó chịu vì bị nghi ngờ, chàng trai ngốc nghếch trong sáng, ngây thơ là anh chàng Ấn Độ còn đặc biệt nhắn tin riêng để an ủi cô ấy. Samatha đã bị sự chân thành của anh ta cảm động. Cuối cùng thì bảng xếp hạng yêu thích của vòng này cũng được công bố. Lần này, người xếp cuối là Anthony. Quả nhiên là gieo nhân nào, gặt quả nấy. Hơn nữa, anh chàng Ấn Độ và chàng gay những người đi theo con đường chân thật, lại đồng hạng nhất. Anh chàng Ấn Độ đã lội ngược dòng, thành công. Nhưng anh chàng Ấn Độ thật sự quá lương thiện. Đếm từng người một, anh ta cảm thấy ai cũng tốt, không muốn loại ai cả. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hai người họ chỉ đành chọn Anthony. Anh chàng cơ bắp, người luôn ngứa mặt Anthony nghe thấy tin này, vui mừng như muốn bay lên. Còn người bị loại có thể chọn một thí sinh để đối đầu, trực tiếp. Đúng lúc tôi tưởng Anthony sẽ đi đánh nhau với anh chàng cơ bắp, thì anh ta lại đẩy cửa phòng của Kalin. Không, không, chuyện gì vậy? Xin lỗi, người đẹp trong tưởng tượng lại biến thành một cô nàng manly. Anthony như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Màn gặp mặt trực tiếp vỡ mộng, này thật sự quá tuyệt vời. Bây giờ nghĩ lại cảnh tượng hai người tán tỉnh, thả thính lẫn nhau ở tập trước, càng thấy buồn cười hơn. Sáng sớm hôm sau, lời nhắn video của Anthony đã được phát sóng. Anh ta nói với mọi người rằng tối qua anh ta đã đi gặp một người giả tạo. Nhưng anh ta không nói rõ tên của Kalin. Thật ra, ám chỉ này đã rất rõ ràng. Mọi người bắt đầu động não suy luận xem tối qua anh ta đã gặp ai. Còn anh chàng Ấn Độ lại tìm đến anh chàng cơ bắp ngốc nghếch bạn tốt của mình. Hai người họ vì muốn liên minh nên đã kéo chàng gay vào nhóm chat. Anh chàng cơ bắp muốn nhận được sự ủng hộ của các anh em để giữ vững vị trí, nhưng chàng gay căn bản không muốn bắt tay với hai chàng trai thẳng này. Kalin cố gắng khiến Samatha tin rằng cô ấy không phải là người mà Anthony đã gặp tối qua. Samatha cũng bán tín bán nghi. Kalin bèn đổ tội cho anh chàng chuyển giới. Cậu nói xem, tối qua Anthony có phải đã đến tìm cô ấy? Không. Samatha đã bị cô ấy thuyết phục. Còn cô nàng tóc ngắn thì vẫn đang thả thính. Anh chàng cơ bắp liên tục tâng bốc ảnh của nhau. Loạt biểu tượng mắt long lanh của anh chàng cơ bắp thật sự nồng nặc quá. Nói đến chủ đề về gia đình, anh chàng cơ bắp là người rất coi trọng tình cảm gia đình, còn cô nàng tóc ngắn thì vừa nhắc đến chuyện này đã khóc, bởi vì từ nhỏ cô ấy đã sống ở nhiều gia đình nhận nuôi khác nhau, sống rất khổ cực. Hai người càng nói chuyện càng sâu, xem như đã xây dựng được một mối quan hệ rất chân thành. Trong trò chơi nhỏ, họ phải làm bánh theo hình dạng của bức ảnh. Chẳng phải đây là để xem ai khéo tay hơn sao? Vì thời gian có hạn, anh chàng cơ bắp đã trực tiếp dùng tay bốc ken phết lên bánh. Bánh của anh chàng Ấn Độ vì xây quá cao nên đã bị sập. Bánh do một đám người luống cuống tay chân làm ra cũng muôn hình vạn trạng. Hãy nhìn xem phong thái của anh chàng cơ bắp kìa. Nếu như không biết, cứ tưởng anh ta vừa mới đánh trận, trở về. Kiểu dáng chiếc bánh này cũng rất kỳ dị. Tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là thứ có thể ăn được. Sau khi xem bánh của anh ta, tôi cảm thấy bánh của ai cũng đẹp. Bánh của Kalin, chàng gay và cô nàng tóc ngắn đều khá ổn. Bánh của Samatha hơi thô. Bánh của anh chàng Ấn Độ thì không thể nào nói là giống hệt với bức ảnh, chỉ có thể nói là chẳng liên quan gì cả. Để tìm góc chụp che đi phần bị sập, anh ta cũng đã tốn không ít tâm tư. Tiếp theo là đến tác phẩm mà mọi người mong đợi nhất, đó là của anh chàng cơ bắp. Cùng là đàn ông thẳng, tại sao anh chàng chuyển giới lại có thể làm ra chiếc bánh tươm tất như vậy? Anh chàng cơ bắp, hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi. Cuối cùng, cô nàng tóc ngắn đã giành được vị trí đầu tiên. Cô ấy có thể đăng một đoạn video trên trang cá nhân. Cô ấy đã chọn một đoạn video nhảy múa trong bộ bikini, cũng rất táo bạo. Anh chàng chuyển giới, thám tử Sherlock Holmes vừa nhìn đã nhận ra đầu gối của cô nàng tóc ngắn.
trong video có hình xăm, còn trong ảnh thì không có. Anh chàng Ấn Độ cũng cảm thấy số lượng hình xăm trong video và ảnh không khớp, cô nàng tóc ngắn chắc chắn có vấn đề. Cho tôi hỏi, có khả năng nào là hình xăm không phải là thứ có sẵn từ khi sinh ra, hay không? Cô nàng tóc ngắn chủ động làm hòa với Samatha, nhưng Samatha vẫn rất thù địch với cô ấy. Hai người vừa nói chuyện vừa đấu đá nhau, không ngờ lại đề nghị tổ chức một cuộc thi thả thính, xem ai có thể khiến anh chàng cơ bắp rung động trước. Hửm, đây là tình huống gì vậy? Anh chàng cơ bắp có thể trở thành người chiến thắng lớn nhất. Ban đầu, Kalin và chàng gây bạn thân của cô ấy trò chuyện rất vui vẻ, nhưng cô ấy lại thông minh quá mức, muốn gỡ bỏ nghi án lừa đảo của mình, vì vậy cô ấy đã nói rằng tối qua Anthony đã thả bom cô ấy. Hơn nữa, Anthony còn nói với cô ấy rằng hình tượng của anh chàng cơ bắp là giả. Những lời này nghe có vẻ hơi giả chân. Không ngờ chàng gay lại tin. Lúc này, thí sinh mới cũng đã vào vị trí. Chàng trai đeo kính là một nghệ sĩ, trước đây anh ta bán format. Tuy cách nói chuyện rất giống con gái, nhưng anh ta vừa mới kết hôn với người vợ đã yêu nhau mười mấy năm. Trong trò chơi, anh ta cũng muốn trở thành kẻ lừa đảo. Hình tượng mà anh ta xây dựng cho mình là một chàng trai mạnh mẽ, hoàn toàn khác với tính cách thật của anh ta. Vừa nhìn thấy ảnh của chàng trai đeo kính, mọi người đều cảm thấy anh chàng cơ bắp không còn hấp dẫn nữa. Cô nàng tóc ngắn lập tức thay lòng đổi dạ. Chàng gay cũng cảm thấy rung động trở lại. Radar gay của tôi bắt đầu hoạt động, bên này là cong, bên này là thẳng. Radar gay của tôi đang gieo lên em. Chàng trai đeo kính mới đến có thể chọn một người để trò chuyện riêng và cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn. Trước khi chọn ra người đó, anh ta có thể kéo ba người vào nhóm để tìm hiểu thêm. Nhưng không ngờ chàng trai đeo kính lại chọn Kalin, Samatha và anh chàng chuyển giới. Phải nói là nhân phẩm của anh ta cũng rất bá đạo. Tất cả những kẻ lừa đảo có thân phận giả đều tề tự đông đủ. Hơn nữa, cách làm tuyển phi kiểu này thật sự sẽ không khiến mọi người mất điểm. Sao? Chàng trai đeo kính tự tin, lên tiếng, cô gái nào nói chuyện lôi cuốn tôi nhất sẽ được ăn tối cùng tôi. Ôi trời, anh ta tưởng mình là ai vậy? Ba ứng cử viên đều chê, cho tôi cũng không cần. Chữ lôi cuốn này khiến tôi thấy ghê tởm. Nhìn từ một góc độ khác, chàng trai đeo kính dẻo miệng này cũng đã xây dựng thành công hình tượng trai hư. Tiếp theo, hãy hỏi các cô gái, buổi hẹn hò đầu tiên lý tưởng của các bạn là như thế nào? Câu trả lời của anh chàng chuyển giới là, em muốn anh dẫn em đến nhà hàng để em có thể mặc váy đẹp, tận hưởng sự đồng hành của anh. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo dưới bầu trời đầy sao. Sau khi nói xong, anh ta còn không nhịn được chạy nhảy khắp phòng vì câu trả lời xuất sắc này. Ngay sau đó, chàng trai đeo kính lại thả một quả bom, trực tiếp tăng tốc, lái xe trên đường cao tốc. Nghe nói anh rất táo bạo và sáng tạo trên giường. Chuyện mây mưa bạo nhất mà các em từng trải qua là gì vậy? Dấu hỏi chấm. Gửi. Sau đó, anh ta còn điểm danh như giáo viên dạy online, tách Kalin là người đầu tiên trả lời. Kalin sắp phát điên rồi, cô ấy chưa bao giờ ngủ với đàn ông. Cuối cùng, Kalin chỉ đành mập mờ, kể về trải nghiệm quan hệ ba người của mình, không nói rõ giới tính. Anh chàng chuyển giới thì vì muốn giữ hình tượng bánh bèo nên không muốn nói gì cả, chỉ thả thính một câu, em có thể tự mình khám phá. Chiêu làm cao, này rất được lòng đàn ông. Còn Samatha thì không đi theo lối mòn, chỉ nói rằng giường của cô ấy làm bằng kim loại, còn lại thì tự hiểu. Cuối cùng, chàng trai đeo kính lại chọn anh chàng chuyển giới để hẹn hò. Cả hai đều là đàn ông thẳng, dùng thân phận giả để thả thính. Cảnh tượng này thật sự quá kỳ lạ. Chàng trai đeo kính tặng một chú gấu bông Teddy khổng lồ, cho anh chàng chuyển giới làm quà gặp mặt. Anh chàng chuyển giới nói với anh ta rằng, em suýt nữa thì khóc khi nhận được quà của anh. Anh thật sự rất giỏi trong việc tạo bất ngờ cho con gái. Thật ra trong lòng anh ta chẳng có chút cảm xúc nào, thậm chí còn muốn cười. Rebecca, anh ta còn tự diễn vai ngại ngùng. Rebecca, nói rằng đây là lần đầu tiên mình được con trai mời đi chơi riêng. Ban đầu, chàng trai đeo kính còn tin những lời anh ta nói, nhưng càng nghe càng thấy sai. Anh chàng chuyển giới này diễn, vai ngây thơ thật sự không đạt lắm. Chàng trai đeo kính thăm dò, hỏi anh chàng chuyển giới về trải nghiệm trong trò chơi trước đó, sau đó hỏi xem họ nên liên minh với ai. Lần này, anh chàng chuyển giới nói rất thật lòng, anh ta khuyên chàng trai đeo kính nên kết bạn với anh chàng Ấn Độ, còn phải đề phòng Kalin, bởi vì cô ấy rất đanh đá. Anh chàng chuyển giới rất hài lòng với màn trình diễn của mình tối hôm đó, nhưng chàng trai đeo kính thì lại bán tín bán nghi với những lời anh ta nói. Lại một ngày mới, cô nàng tóc ngắn đã kéo các chị em khác vào nhóm chat. Quả nhiên là cô ấy muốn hỏi về buổi hẹn hò riêng tối qua. Anh chàng chuyển giới vừa mở miệng đã khoe khoang, tối qua chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, trái tim tôi đã bị anh ấy đánh cắp rồi. Sau đó, anh ta đã kể hết cho các chị em nghe về mọi chuyện tối qua, bao gồm cả chuyện chú gấu bông. Cô nàng tóc ngắn và Kalin đều ghen tị muốn chết. Chỉ có Samatha là cảm thấy quá giả chân, vẻ mặt chán ghét. Ôi, tôi thích. Ở một diễn biến khác, chàng trai đeo kính cũng lập một nhóm chat nam. Anh ta trò chuyện rất vui vẻ với anh chàng cơ bắp và chàng gay, chỉ bơ anh chàng Ấn Độ. Anh chàng Ấn Độ sắp tức chết rồi.
Tại sao anh ta lại không nói chuyện với mình từ đầu đến cuối vậy? Mình thấy anh ta thật đáng ghét. Sao anh ta lại muốn chen chân vào tình anh em của mình và anh chàng cơ bắp, còn muốn tấn công cô gái da đen xinh đẹp mà mình thích chứ? Sau đó, ba anh em vừa nói chuyện, vừa hẹn nhau đến phòng tập gym để thi hít đất. Ham muốn chiến thắng trước tiệt này không biết là từ đâu mà ra nữa. Đừng quên, cô nàng tóc ngắn và Samantha trước đó đã cá cược với nhau, xem ai có thể khiến anh chàng cơ bắp rung động trước, người đó sẽ thắng. Anh chàng cơ bắp hoàn toàn không nhận ra mình đã trở thành vật cá cược, còn chủ động tìm Samantha để thả thính. Samantha cố gắng dụ dỗ, anh ta gửi một biểu tượng cảm xúc gợi dục, đáng tiếc là cô ấy đã ám chỉ, hết lần này đến lần khác, nhưng anh chàng cơ bắp vẫn không hiểu. Còn đang tự mãn về sự quyến rũ của mình. Chàng trai đáng thương thất tình, là anh chàng Ấn Độ lại đến tìm anh chàng chuyển giới để ôn lại tình xưa. Vừa nghe nói anh chàng chuyển giới đã có một buổi hẹn hò vui vẻ tới bến, anh chàng Ấn Độ đã tức điên lên. Vội vàng thề non hẹn biển, với anh chàng chuyển giới, em giành được ông hoàng nổi tiếng là để bảo vệ chị. Còn những người khác chỉ muốn thả thính và lợi dụng chị thôi. Nhìn anh ta nói, nghiêm túc như vậy, tôi cũng có chút xót xa, cho chàng trai ngốc nghếch này, tiếp theo là đến thời gian chơi trò chơi nhỏ hàng ngày. Tất cả người chơi phải đăng một bức ảnh mới và gắn một hashtag. Mọi người có thể ẩn danh thêm hashtag mới cho ảnh của người khác. Hashtag mà anh chàng Ấn Độ đặt cho bức ảnh này là trước và sau khi uống cà phê. Trò đùa nhạt nhẽo, này cũng có chút buồn cười. Chàng gay đã thêm một hashtag cho anh ta, mọt sách, điên rồ, gợi cảm. Chàng trai đeo kính nhìn thấy trong ảnh, anh chàng Ấn Độ tốt nghiệp Đại học California, Los Angeles, cảm thấy bức ảnh này là đang khoe bằng cấp, vì vậy hashtag mà anh ta đặt là thông minh hơn gấu bình thường. Còn trọng tâm của những người khác là, anh chàng Ấn Độ, đầu của cậu to quá. Anh chàng chuyển giới thật sự đã đăng ảnh của chị gái song sinh. Điều này lại khiến cho lời bịa đặt trước đó của anh ta trở nên chân thật, hơn một chút. Mọi người đều bình luận rất thân thiện. Cô nàng tóc ngắn, đăng một bức ảnh gợi cảm, nói rằng mình giống như khủng long bạo chúa. Mọi người đều không còn lạ lẫm với nội dung bức ảnh của cô ấy. Hay, tôi biết ngay là cô ấy lại khoe dáng mà. Anh chàng cơ bắp lại đăng ảnh chụp cùng Lady Gaga và Adele. Nhưng anh chàng chuyển giới lại không nhận ra ai cả. Ca Linh cứ tưởng đây là ảnh gia đình của anh chàng cơ bắp, hai người đó là dì hoặc chị gái của anh ta. Chỉ có anh chàng Ấn Độ và Samantha là phản ứng theo ý muốn của anh chàng cơ bắp. Chỉ cần một khoảnh khắc là có thể biến thành quả tranh ghen tị. Bức ảnh khoe cơ bụng của chàng trai đeo kính chỉ khiến cho chàng gay mắt sáng rực. Bức ảnh của Samantha cũng khiến Ca Linh phát cuồng. Vì vậy mới nói, ăn mặc phù hợp sẽ thu hút người khác giới, ăn mặc quá lố sẽ thu hút người đồng giới, đúng không? Chàng gay đăng một bức ảnh gia đình nghiêm túc, hoàn toàn khác với phong cách trước đây của anh ta. Mọi người đều cho rằng anh ta đang giả tạo để xây dựng hình tượng. Còn bức ảnh của Ca Linh cũng bị nghi ngờ tương tự. Cô nàng tóc ngắn nói cô ấy là hàng giả. Samantha thậm chí còn chỉ đích danh Anthony biết sự thật. Cô ấy đã chắc chắn rằng sau khi bị loại, Anthony đã đến gặp Ca Linh. Khứu giác này cũng nhạy bén lắm đấy. Sau khi trò chơi kết thúc, anh chàng chuyển giới còn giả vờ an ủi Ca Linh, họ đều nhằm vào cậu. Đừng buồn, tôi cảm thấy rất khó chịu thay cậu. Ca Linh chấp nhận lòng tốt của anh ta, hai người xem như đã kết thành đồng minh. Chàng trai đeo kính đào hoa lại tìm đến Samantha để trò chuyện riêng. Đến lúc này, anh ta lại nói lời sau sự việc, giá như lúc đó anh chọn em để hẹn hò. So với cô nàng tóc ngắn, anh thích em hơn. Anh cảm thấy em bốc lửa hơn. Những lời này xến sẩm quá. May là Samantha cũng rất tỉnh táo, không muốn quan tâm đến anh ta cho lắm. Không ngờ, anh ta vừa mới nói xấu cô nàng tóc ngắn. Với Samantha thì cô nàng tóc ngắn đã tìm đến để ôn lại tình xưa. Nhưng hai người họ còn chưa kịp nói chuyện được hai câu, hệ thống vòng tròn đã thông báo kết quả xếp hạng yêu thích của ngày hôm nay. Chúng ta hãy xem trực tiếp. Người xếp cuối cùng là Ca Linh, người bị mọi người nghi ngờ. Sau đó, xếp hạng từ thấp đến cao lần lượt là cô nàng tóc ngắn, chàng gay, anh chàng cơ bắp, anh chàng chuyển giới. Hai người đứng đầu lại là anh chàng Ấn Độ và Samantha. Cả hai đều lần thứ hai đăng quang. Vậy lần này, hai người họ sẽ loại ai? Chắc chắn là anh chàng Ấn Độ sẽ bảo vệ anh chàng cơ bắp, bạn tốt của mình và tình yêu đích thực, anh chàng chuyển giới. Dù sao thì đó cũng là cô gái da đen xinh đẹp, đã tình chàng ý thiếp với anh ta từ đầu đến giờ. Vì vậy, cuối cùng, họ quyết định loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất, loại Ca Linh. Người bị loại có thể tự do lựa chọn một người bạn trên mạng để gặp mặt. Chị đại lừa đảo Ca Linh cuối cùng cũng lộ tẩy rồi. Còn người mà cô ấy quyết định gặp mặt là chàng gay. Đây là sự đồng cảm giữa những người đồng tính sao? Xin chào. Cậu là Mercedes, tên giả của Ca Linh à? Cậu là Mercedes á? Không thể nào. Chàng gay hoàn toàn sốc. Hóa ra Ca Linh và người trong ảnh chỉ giống nhau về giới tính. Hai người đồng tính trò chuyện rất vui vẻ, hận gặp nhau quá muộn. Cả hai đều rất thích tính cách của nhau. Ca Linh rất khâm phục chàng gay dám công khai xu hướng tính dục của mình. Lý do cô ấy dùng ảnh giả cũng là để chứng minh rằng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cô ấy hy vọng chàng gay sẽ tiếp tục truyền năng lượng chân thật này.
chàng gây cảm thấy trọng trách trên vai mình lại nặng thêm vài phần. Ca Linh còn để lại lời nhắn video. Nhìn thấy Ca Linh, mọi người đều phản ứng như thế này. Tôi là Mercedes, thật ra tôi là Ca Linh. Tôi đã đóng giả Mercedes. Tuyệt vời. Bây giờ, liên minh của chàng gay cơ bản đã được xác định. Anh ta cùng Samatha và anh chàng chuyển giới lập một nhóm nhỏ để buôn chuyện. Samatha và anh chàng chuyển giới bàn bạc với nhau, chẳng phải chuyện chàng trai đeo kính bắt cá hai tay đã bị bại lộ sao? Vì vậy mới nói, đừng đứng núi này, trông núi nọ. Sớm muộn gì cũng sẽ lật xe. Anh chàng chuyển giới chủ động tìm chàng trai đeo kính để thăm dò. Thái độ của anh ta, chàng trai đeo kính vẫn đang tự mãn. Lại nói với anh chàng chuyển giới, anh cảm thấy Samatha kém xa em. Anh thích em hơn. Anh chàng chuyển giới bị anh ta chọc cười. Dù sao thì anh ta cũng chẳng muốn bỏ rơi ai cả. Chàng trai đeo kính nhìn thấy anh chàng chuyển giới còn phối hợp với mình thả thính, cảm thấy mình rất giỏi, còn đang câu cá lớn ở đây. Nhưng ai mới là người câu được ai thì chưa biết được. Anh chàng cơ bắp lúc nào cũng nghĩ đến thử thách hít đất của mình, vì vậy đã kéo các anh em vào một nhóm chat tập gym. Tuy nhiên, qua màn hình, bạn không thể nào biết được mọi người đang làm gì. Người thì đang tắm, người thì đang đi nặng, người thì đang nghỉ ngơi, người thật sự đang hít đất chỉ có anh chàng Ấn Độ thật thà. Còn cuộc thi của các cô gái vẫn đang tiếp diễn. Nội dung cuộc thi của Samatha và cô nàng tóc ngắn đã trở thành xem ai có thể xin được một biểu tượng cảm xúc gợi dục từ anh chàng cơ bắp trước. Lúc cô nàng tóc ngắn đến tìm anh chàng cơ bắp để trò chuyện, anh ta đang cạo lông. Chủ đề này rất tự nhiên lái xe trên đường cao tốc. Anh nói cho em biết nhé, nếu như em đến đây, cơ thể anh sẽ thuộc về em. Biểu tượng nhìn trộm, biểu tượng im lặng, biểu tượng nắp chai bật ra, biểu tượng ớt đỏ. Cô nàng tóc ngắn vừa nhìn thấy, nhiệm vụ này cũng quá dễ dàng. Ớt chắc là tượng trưng cho cái đó, nhỉ? Vậy tại sao anh ta lại không dùng cả tím? Chẳng lẽ là cái đó của anh ta rất nhỏ sao? Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì dưới sự dẫn dắt của cô nàng tóc ngắn, anh chàng cơ bắp đã lập tức gửi thêm một biểu tượng cà tím. Biểu tượng cà tím. Mình thành công rồi. Tuyệt vời. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô nàng tóc ngắn liền rút lui trong chớp mắt. Sau đó, cô ấy đến khoe chiến tích với Samatha. Samatha tức sôi máu. Sao cô ấy có thể thua được chứ? Lúc đầu, tại sao hai người lại cá cược chuyện này vậy? Hơn nữa, ngay lúc họ đang trò chuyện vui vẻ, lại có thí sinh mới đến. Lần này lại là hai người, một nam, một nữ. Chị Mập So An năm nay 25 tuổi, đến từ New York, là nhân viên phụ trách truyền thông của một công ty thời trang ngoại cỡ. Xem như là đúng chuyên ngành. Nhưng vì người béo luôn bị người khác nhìn bằng con mắt khác, nên lần này cô ấy muốn xây dựng hình tượng gầy. Chị Mập, dùng ảnh của bạn thân, dáng người và nhan sắc hoàn toàn là gu của đàn ông. Chàng trai còn lại tên là Bill. Vì anh ta tự nhận mình là một người qua đường, điển hình, nên chúng ta hãy gọi anh ta là chàng trai qua đường. Anh ta rất chân thật trên mạng xã hội, cũng không đăng những bức ảnh gợi cảm quá lố. Vì vậy, anh ta chọn sống thật với chính mình trong trò chơi này. Nhưng, ảnh đại diện mà chàng trai qua đường chọn thật sự có chút khó hiểu. Thật sự có người cảm thấy bức ảnh này đẹp trai sao? Tối hôm đó, vòng tròn sẽ tổ chức một cuộc thi đố vui hỏi đáp. Tất cả người chơi phải chia thành hai đội để thi đấu. Đội chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Hai người mới đến này lại phải làm đội trưởng để dẫn dắt mọi người. Chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu từ hồ sơ, hai vị đội trưởng bắt đầu chọn người. Chị Mập chọn Samatha, chàng trai đeo kính và cô nàng tóc ngắn. Chàng trai qua đường chọn anh chàng Ấn Độ, chàng gay và anh chàng chuyển giới. Cuối cùng, người còn lại là anh chàng cơ bắp trông có vẻ không được thông minh. Anh ta có thể tự do lựa chọn gia nhập đội nào. Tất nhiên là anh ta sẽ chọn đội của các cô gái xinh đẹp rồi. Câu trả lời này thật sự không có gì bất ngờ. Đội trưởng có thể quyết định cử ai ra thi đấu dựa theo chủ đề của câu hỏi. Vừa nhìn thấy câu hỏi liên quan đến thể thao, chị Mập đã lập tức chọn chàng trai đeo kính. Còn chàng trai qua đường thì quyết định tự mình ra trận. Đối với bộ đồng phục trong ảnh, mọi người đều nhận ra là của đội nào. Hòa nhau. Câu hỏi về phim ảnh là do anh chàng chuyển giới đối đầu với cô nàng tóc ngắn. Cô nàng tóc ngắn vừa nhìn thấy biểu tượng cảm xúc đã lập tức đoán ra Sex and the City. Chúc mừng đội chị Mập giành được thêm một điểm. Câu hỏi về địa danh là do anh chàng Ấn Độ đối đầu với Samatha. Tuy Samatha miệng thì nói không muốn thi đấu, nhưng lại trả lời nhanh hơn ai hết. Khiêm tốn quá đấy. Hiện tại, đội chị Mập đã dẫn trước với tỷ số 3-1. Sau đó, anh chàng cơ bắp đã nhận ra thành viên của một ban nhạc, đánh bại chàng gay. Cuộc thi này, đội chị Mập đã giành chiến thắng áp đảo. Các thành viên của đội chiến thắng có thể nhận được tin nhắn video từ gia đình. Phần thưởng này thật tuyệt vời. Ngày hôm sau, để lôi kéo người mới, Samatha đã kéo chàng trai qua đường vào nhóm chat của cô ấy, cô nàng tóc ngắn, anh chàng cơ bắp và chàng trai đeo kính. Mọi người mới trò chuyện được vài câu, chàng trai qua đường đã coi họ như bạn thân. Có vẻ như anh ta cũng rất dễ tin tưởng người khác. Vì người mới đến đã cướp mất hào quang của mình, chàng trai đeo kính lại tìm đến anh chàng chuyển giới để thả thính. Vừa mở miệng đã gọi baby. Có
còn nói rằng mình muốn làm cho đối phương vui vẻ. Những lời ngôn tình này thật sự rất xến sẩm. Còn chị Mập thì cảm thấy chàng gay là người thẳng thắn, vì vậy đã trực tiếp nhắn tin chào hỏi anh ta. Hai người này rất hợp cạ, nhanh chóng trở thành chị em tốt tâng bốc lẫn nhau. Anh chàng Ấn Độ trò chuyện với anh chàng cơ bắp và chàng trai đeo kính về video trò chuyện với gia đình tối qua. Anh ta là người duy nhất không có video, ghen tị muốn chết. Sau đó, ba người này cũng kết thành một nhóm nhỏ. Anh chàng cơ bắp thậm chí còn cảm thấy mình sắp yêu chàng trai đeo kính rồi. Lúc này, bảng xếp hạng của ngày mới lại sắp được công bố. Hai người mới không tham gia xếp hạng. Chàng trai đeo kính vẫn đang mơ mộng về việc giành được vị trí đầu tiên. Tuy nhiên, Samatha vừa mở miệng đã xếp anh ta ở vị trí cuối cùng. Hay, tôi cũng không biết tại sao anh ta lại tự tin như vậy. Sau đó, các cô gái lại lập một nhóm chat chị em để gắn kết tình cảm. Chị Mập chủ động nói chuyện về nỗi đau của mình trong kỳ kinh nguyệt. Những cô gái khác cũng hưởng ứng, nhiệt tình. Chỉ có anh chàng chuyển giới là hoàn toàn không biết phải tiếp lời như thế nào. Dù sao thì anh ta cũng không có chức năng này. Nhưng để có thể hòa nhập, anh ta chỉ đành cố gắng nói chuyện gượng gạo. Tôi cũng bị đau bụng kinh chết đi được. Lần nào cũng đau bên trái. Aha, câu này thật kỳ lạ. Tôi sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ nghe nói có người chỉ đau một bên. Samatha cũng nghi ngờ, cậu chắc chắn đó không phải là đau ruột thừa sao? Sau khi bị tất cả các cô gái khác nghi ngờ, anh chàng chuyển giới đã hoảng hốt. Lập tức thoát khỏi nhóm chat, nói rằng mình phải đi tắm. Màn chạy trốn, này thật sự quá chân thật. Vậy bảng xếp hạng của ngày hôm nay như thế nào? Chúng ta hãy công bố câu trả lời ngay. Người xếp cuối cùng lại là cô nàng tóc ngắn. Người đồng hành với cô ấy ở vị trí đội sổ, tất nhiên là chàng trai đeo kính bắt cá nhiều tay, nhưng thuyền nào cũng lật. Chàng gay và Samatha đồng hạng tư. Anh chàng chuyển giới lại vững vàng ở vị trí thứ 3. 2. Người đứng đầu lại là anh chàng cơ bắp và anh chàng Ấn Độ. Chẳng lẽ đây là người ngốc có phúc của người ngốc, sao? Anh chàng Ấn Độ đã 3 lần giành được ông hoàng nổi tiếng. Nhưng lần này, họ lại không thể thảo luận xem nên loại ai. Mà mỗi người phải chọn bảo vệ hai người chơi, người còn lại sẽ tự động bị loại. Độc ác hơn nữa là chương trình đã kéo tất cả mọi người vào nhóm chat. Họ phải tuyên bố trước mặt mọi người xem sẽ bảo vệ ai. Người đầu tiên mà anh chàng cơ bắp muốn bảo vệ là Samatha, bởi vì cô ấy luôn ủng hộ mình. Tất nhiên là anh chàng Ấn Độ sẽ bảo vệ tình yêu đích thực của mình, anh chàng chuyển giới rồi. Dù sao thì đó cũng là cô gái da đen xinh đẹp, đã tình chàng ý thiếp với anh ta từ đầu đến giờ. Sau đó, anh chàng cơ bắp chọn chàng gay. Cuối cùng, lựa chọn tàn nhẫn, đã rơi vào anh chàng Ấn Độ. Ôi không, cô nàng tóc ngắn, sắp bị loại rồi. Chương trình này lại mất đi một cô gái xinh đẹp. Cô nàng tóc ngắn có lẽ đã thua vì không tìm được người để bắt tay. Sau khi bị loại, cô ấy có thể chọn gặp mặt một người chơi. Và người chơi may mắn được cô ấy chọn là anh chàng cơ bắp. Vừa nhìn thấy gái xinh, giọng nói đã trở nên dịu dàng, vội vàng ôm cô ấy. Anh ta liên tục xin lỗi cô nàng tóc ngắn. Nhưng cô nàng tóc ngắn không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy anh ta rất thật thà, còn chủ động xin lỗi anh ta. Hay, cả hai đều là những người chơi chân thật, không giả tạo. Cô nàng tóc ngắn rời đi, anh chàng cơ bắp cũng rất tiếc nuối. Vì vậy, họ đã hẹn nhau sau khi chương trình kết thúc, sẽ cùng nhau đi hẹn hò. Thậm chí còn khóa môi, tạm biệt. Xem ra, biểu tượng cảm xúc cà tím trước đó cũng có chút tác dụng. Đúng lúc anh chàng cơ bắp vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi buồn thất tình, thì danh sách trò chuyện lại xuất hiện thêm một ảnh đại diện. Trời ạ, lại có thêm một chàng trai mới. S. Hiện tại, tỷ lệ nam nữ của người chơi đã là 6:03. Hơn nữa, trong 3 cô gái còn lại, có một người là do anh chàng chuyển giới giả gái. Lại là một người đàn ông 40 tuổi, có râu quai nón. Hơn nữa, anh ta lại dẫn mẹ đến tham gia chương trình. Anh ta và mẹ anh ta, Tammy, sẽ dùng chung một tài khoản. Chương trình này lại cho phép thao tác như vậy sao? Mỗi thí sinh đều có thể mang theo một món đồ khi đến ở. Anh chàng cơ bắp mang theo kem dưỡng ẩm, còn S lại trực tiếp mang theo mẹ. Chàng trai Mama Boy là anh chàng cơ bắp mà biết được tin này, chắc chắn sẽ tức chết. Chưa thấy con dâu, mẹ S đã chọn chúng, chị Mập. Nếu như không biết, cứ tưởng vòng tròn là chương trình mai mối. Mỗi khi có người mới đến, mọi người đều sẽ chào đón nồng nhiệt. Anh chàng cơ bắp và S người đồng cảnh ngộ là chàng trai Mama Boy người Ý, nhanh chóng trở thành bạn tốt. Vì S nói rằng mình là kỹ sư máy bay trực thăng, nên mọi người đều cảm thấy anh ta rất ngầu. Ấn tượng ban đầu cũng khá tốt. Sau khi chào hỏi người mới, anh chàng cơ bắp bắt đầu củng cố nhóm nhỏ của mình. Anh ta kéo chàng gay, Samatha và anh chàng Ấn Độ, người mà mình đã bảo vệ vào nhóm, thành thật, thú nhận rằng tối qua mình đã hôn cô nàng tóc ngắn. Samatha xông pha, hóng đờ ra ma, hét lên trước màn hình. Những người khác cũng vô cùng sốc. Ban đầu, cứ tưởng những lời thả thính ở đây chỉ là nói cho vui, không ngờ hai người họ lại phát triển đến mức gặp mặt ngoài đời. Cách tốt nhất để gắn kết tình cảm giữa người với người chính là cùng nhau buôn chuyện. Có cảm giác là mối quan hệ của nhóm nhỏ này lại càng thêm khăng khít. Anh chàng Ấn Độ cũng lập tức chia sẻ tin này cho anh chàng chuyển giới.
Chẳng lẽ là, ôi trời ơi, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi cũng đã thấy quá đẹp rồi. Tôi không dám nhìn. Vì đã từng học đại học ở quê của Ed, nên Samantha đã tìm anh ta để trò chuyện riêng, gắn kết tình cảm. Nhưng bây giờ cô ấy không còn hứng thú tán tỉnh, người mới nữa. Nội dung trò chuyện cũng rất bình thường, chỉ là tâm sự, về cuộc sống. Mỗi câu trả lời của Ed đều phải được mẹ giám sát. Nhìn sao mà kỳ lạ thế? Chàng trai đeo kính đang tắm trên sân thượng, nhân tiện bày tỏ lòng biết ơn với anh chàng Ấn Độ vì đã bảo vệ mình tối qua. Ban đầu, anh ta trông cậy vào anh chàng cơ bắp. Nhưng bây giờ anh ta lại muốn lôi kéo anh chàng Ấn Độ về phe mình. Dù sao thì những cô gái mà anh ta đặt hy vọng vào cũng đã bị loại gần hết. Anh ta không còn lựa chọn nào khác. Anh chàng Ấn Độ vẫn còn rất để tâm đến việc chàng trai đeo kính đã hẹn hò riêng với anh chàng chuyển giới, trong lòng ghen tị muốn chết. Trước mặt chàng trai đeo kính, anh ta còn cứng miệng nói rằng nếu như hai người thật lòng yêu nhau, em sẽ chúc phúc cho hai người. Em luôn coi cô ấy như chị gái để bảo vệ. Anh đừng làm tổn thương cô ấy nhé. Ôi trời, tình cảm của ba chàng trai thằng này thật sự quá chật chội. Sau đó, chương trình lại sắp xếp một trò chơi nhỏ cho họ. Mỗi người chơi có thể vẽ một bức tranh cho một người khác. Đối tượng vẽ tranh do hệ thống vòng tròn chỉ định. Những người này người nào người nấy đều là nhân tài. Tài năng hội họa này thật sự khiến người ta hoa mắt, chóng mặt. Chàng gay vẽ anh chàng Ấn Độ. Phong cách vẽ tranh này thật sự quá tuyệt vời. Cơ bản, tác phẩm xuất sắc nhất đã được sản sinh. Tiếp theo là bức tranh do Samantha vẽ, đó là anh chàng cơ bắp. Có thể thấy cô ấy thật sự rất nghiện cặp đôi này. Cô ấy thậm chí còn vẽ cả cô nàng tóc ngắn vào. Chàng trai qua đường người có sức hút rất thấp vẽ chàng trai đeo kính. Anh ta lại nhìn thấu được diện mạo thật của chàng trai đeo kính qua bức ảnh giả. Anh chàng cơ bắp trực tiếp viết mấy câu để giới thiệu Ed. Tài năng hội họa này chỉ dừng lại ở mức mẫu giáo. Còn Ed thì vẽ đường cong cơ thể của Samantha lồi lõm, rất rõ ràng. Có thể thấy anh ta đang cố gắng khôi phục bức ảnh. Phong cách vẽ tranh của anh chàng chuyển giới thật sự có chút hoang dã. Nếu như không có tên ở phía dưới, chàng trai qua đường còn không biết đó là bức tranh vẽ mình. Bức tranh do chị mập vẽ chàng gay lại bất ngờ, có tính nghệ thuật. Đặc biệt là khi đặt cạnh kiệt tác của anh chàng Ấn Độ. Sự tương phản càng rõ ràng hơn. Bây giờ, chàng trai qua đường bắt đầu nghi ngờ liệu anh chàng Ấn Độ có phải là người trưởng thành hay không. Liệu có phải là một học sinh tiểu học đang giả làm người lớn ở đây hay không. Cuối cùng, tác phẩm của chàng trai đeo kính càng đỉnh hơn. Anh ta là một nghệ sĩ. Nhưng trong mắt anh ta, chị mập lại là như thế này. Wow, tác phẩm nghệ thuật thật tiên phong. Đối với con người hiện đại chúng ta, nó thật sự quá cao siêu. Sau khi trò chơi kết thúc, tâm trạng của chị mập càng thêm nặng nề. Cô ấy cảm thấy mình sắp không thể lừa dối được nữa. Vì vậy, cô ấy quyết định thú nhận. Chị mập đã kéo chàng gay và những cô gái danh nghĩa vào một nhóm chat, tuyên bố với họ rằng mình là kẻ lừa đảo. Chị mập đăng ảnh thật của mình. Sau đó, cô ấy đã có một bài phát biểu truyền năng lượng tích cực. Mọi người đều cảm thấy cô ấy rất tuyệt. Dám đối mặt với chính mình cũng là một loại trưởng thành. Hơn nữa, sau khi lộ tẩy, những người này sẽ không còn thù địch với cô ấy nữa. Họ lại có thể kết thành một liên minh chị em. Nước đi này thật sự rất cao tay. Lúc này, bảng xếp hạng yêu thích của chúng ta lại sắp được công bố. Ngoại trừ người mới Ed, chàng trai qua đường và chị mập cũng phải tham gia đánh giá. Và lần này, người chơi xếp cuối cùng sẽ bị loại trực tiếp. Anh chàng chuyển giới người luôn vững vàng ở vị trí thứ 3 cuối cùng cũng đăng quang. Anh ta vui mừng nhảy nhót khắp phòng. Anh chàng Ấn Độ lại đứng thứ 2. Còn hai người cuối cùng là chàng trai đeo kính và chàng trai qua đường. Chàng trai đeo kính lại thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Lần này, chàng trai qua đường hoàn toàn trở thành người qua đường. Nhưng vòng loại này vẫn chưa kết thúc. Ông Hoàng nổi tiếng hiện tại phải loại thêm một người nữa. Anh chàng Ấn Độ và anh chàng chuyển giới không muốn mắc tội với ai, đã liệt kê tất cả ưu nhược điểm của từng người. Cuối cùng, họ phân vân giữa chàng trai đeo kính và chị mập. Anh chàng Ấn Độ đã nhường quyền quyết định cho anh chàng chuyển giới. Vì vậy, kết luận của họ là loại chàng trai đeo kính. Trời ạ, cuối cùng cũng loại bỏ được chàng trai đeo kính dẻo miệng đó rồi. Sao mình lại có chút hà hê thế nhỉ? Đừng quên, chàng trai đeo kính có thể gặp mặt một người chơi trước khi rời đi. Vì vậy, bây giờ anh ta sẽ đi tìm anh chàng chuyển giới. Anh em tốt. Trời ạ, đây là cuộc gặp gỡ thế kỷ của hai ông trùm lừa đảo. Sao? Mọi người muốn lật xe thì hãy cùng nhau lật xe. Ai cũng đừng bỏ rơi ai. Vì vậy mới nói, đừng yêu đương online một cách dễ dãi. Bạn sẽ không bao giờ biết được người đang trò chuyện với bạn ở phía bên kia màn hình là người hay ma đâu. Chàng trai đeo kính vẫn chưa hết sốc vì cô gái da đen xinh đẹp mà mình yêu thích thật ra lại là một gã đàn ông chân đất. Bây giờ, hai người họ đang đối mặt với nhau như thế này. Nghĩ lại những lời tình tứ mà họ đã từng nói với nhau. Tôi đoán là chàng trai đeo kính có thể đào được một căn nhà 3 phòng ngủ, một phòng khách ngay tại chỗ. Hai người này sau khi cố gắng bình tĩnh lại bắt đầu trao đổi kinh nghiệm lừa đảo. Người thì có bạn gái, người thì có vợ, nhưng lại diễn vai độc thân để thả thính.
trên vòng tròn một cách thành thạo. Cuối cùng, trước khi chia tay, hai người họ còn ôm nhau. Tình bạn kỳ lạ gì thế này? Sau đêm hỗn loạn, đó, chị Mập đã đổi tất cả ảnh trên hồ sơ của mình thành ảnh thật. Bây giờ, những người không biết cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật ra, chị Mập vốn đã rất xinh đẹp, hoàn toàn không cần phải tự ti về ngoại hình. Tất cả mọi người đều động viên chị Mập. Chỉ có hai mẹ con độc mồm độc miệng, là Ed và Tammy cảm thấy việc công khai danh tính thật vào lúc này rất kỳ lạ. Nhưng để có thể tiếp tục sống sót, họ cũng chỉ đành giả tạo, tâng bốc chị Mập như những người khác. Anh chàng Ấn Độ thẳng thắn còn phũ hơn, tuy bây giờ như thế này cũng tốt, nhưng tôi vẫn hy vọng chị Mập sống thật với chính mình ngay từ đầu. Những lời này lại khiến chị Mập không vui, ngược lại, cô ấy còn có chút khó chịu với anh chàng Ấn Độ. Lúc này, người khó xử nhất chính là anh chàng chuyển giới. Nhìn thấy những kẻ lừa đảo, lần lượt lộ tẩy hoặc bị loại, môi trường sống của anh ta ngày càng khó khăn. Lúc này, vòng tròn đã phát lời chăn trối của người bị loại tối qua. Rõ ràng là chàng trai qua đường đã rất thất vọng về những người khác. Anh ta chỉ thẳng mặt trước ống kính, những người trong trò chơi này đều giả tạo. Nước đã bị khuấy đục rồi. Ngay sau đó, bộ mặt thật của kẻ lừa đảo, chàng trai đeo kính đã chứng minh cho những lời anh ta nói. Mọi người xem, chẳng phải đây là một người có thân phận giả sao? May mà ngoài việc công khai danh tính thật, chàng trai đeo kính cũng không vạch trần bí mật của anh chàng chuyển giới. Trò chơi lừa đảo này vẫn có thể tiếp tục. Sau khi phát hiện ra chàng trai đeo kính giả tạo, mọi người đã lập tức chạy đến an ủi anh chàng chuyển giới. Hay, những người này thật sự quá ngây thơ. Liệu có khả năng nào là sự yếu đuối, đau khổ, thất vọng của anh chàng chuyển giới lúc này đều là giả vờ, hay không? Vì anh chàng chuyển giới diễn, hơi quá, suýt nữa thì nói rằng mình đau khổ muốn chết vì chàng trai đeo kính. Chàng gây lập một nhóm chat, tìm Samatha để buôn chuyện. Anh chàng chuyển giới cũng là một cô gái 20 mấy tuổi rồi, sao lúc nào cũng khóc thế? Tôi 2 tuổi đã biết là không được khóc vì đàn ông rồi. Còn Samatha cũng cảm thấy có gì đó sai sai, anh chàng chuyển giới khóc vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, có chút giả tạo. Vì vậy mới nói, đừng diễn, quá, nếu không sẽ dễ lật xe. Tuy anh chàng cơ bắp trông có vẻ hơi ngố, nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Bây giờ anh ta còn đặc biệt tìm chị Mập, để trò chuyện riêng, bày tỏ sự ủng hộ dành cho cô ấy. Còn nói sẽ giúp cô ấy phản đêm những kẻ ném đá. Nhìn vào chuyện này, có thể thấy anh ta vẫn có tiềm năng trở thành soái ca ấm áp. Vì sau này sẽ không có thêm thí sinh mới nữa, nên người chiến thắng cuối cùng của chương trình này sẽ được chọn ra trong số những người hiện tại. Bây giờ, mỗi người đều phải viết một tin nhắn, giải thích lý do tại sao bạn có thể đánh bại đối thủ lớn nhất của bạn trong trò chơi. Trận chiến liên minh ban đầu đã trở thành cuộc chiến cá nhân. Những người anh em tốt nhất trước đây đều có thể trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất. Chị Mập là người đầu tiên khai hỏa trong cuộc chiến nội bộ này, trực tiếp tuyên chiến với Samatha. Samatha rất nổi tiếng, mối quan hệ với những người khác cũng rất tốt, thật sự là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Nhưng lý do chị Mập tự tin rằng mình có thể đánh bại Samatha là Samatha không gánh chịu nhiều rủi ro như tôi. Những lời này thật sự rất kém duyên. Những thí sinh còn lại, ai mà chẳng phải chấp nhận rủi ro mới có thể đi đến vòng này. Samatha nghe xong, rõ ràng là không phục. Cô ấy lập tức phản đêm, cậu có biết tôi đã trải qua những gì đâu. Tại sao lại nói như vậy? Sau đó, cô ấy cũng dằn mặt, đối đầu trực diện với chị Mập, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tôi chính là chị Mập. Nhưng tôi tin rằng mình có thể đánh bại cô ấy, bởi vì tôi sống thật với chính mình từ đầu đến cuối. Còn cô ấy thì dùng ảnh giả để lừa gạt mọi người. Tuyệt vời! Màn phản đêm này thật sự đánh trúng điểm yếu. Tôi rất thích xem những màn xé nhau như thế này. Rõ ràng là ở tập trước, mọi người còn giả tạo, an ủi chị Mập, nói rằng cô ấy dám đối mặt với chính mình. Nhưng ở tập này đã lôi chuyện lừa đảo ra để xé nhau, rồi. Trước giải thưởng 100.000 đô la, tình bạn giả tạo trên mạng chẳng đáng là gì. Anh chàng Ấn Độ cũng dằn mặt người anh em ngốc nghếch, thân thiết nhất anh chàng cơ bắp, tuy cậu chơi game rất chân thành, cũng là bạn của tôi, nhưng cậu chỉ giành được ông hoàng nổi tiếng 1 lần, còn tôi đã giành được 4 lần rồi. Vì vậy, tôi nhất định có thể đánh bại cậu. Những lời này thật sự rất khoe khoang. Nhưng anh chàng cơ bắp hoàn toàn không tức giận, còn nói rằng muốn làm anh em tốt với anh chàng Ấn Độ cả đời. Lời nói này rõ ràng là có thể ghi điểm trong mắt mọi người. Vòng này, anh chàng cơ bắp thật sự rất khéo léo. Anh chàng chuyển giới từ khi tham gia chương trình này đã rất thận trọng. Đến vòng này, anh ta cũng chỉ nhẹ nhàng tuyên chiến với người mới Ed. Rõ ràng là anh ta không muốn mắc tội với người cũ nên mới chọn người mới để đối đầu. Ed bị coi là quả hồng mềm tất nhiên cũng nổi đóa. Lần này, đến cả anh chàng Ấn Độ cũng ngửi thấy mùi thuốc súng giữa hai người họ. Ed và anh chàng chuyển giới có vẻ giống như Samatha và chị Mập. Miệng thì nói những lời hay ho, nhưng thật ra là đang tấn công lẫn nhau. Còn Ed lúc phản đêm, cũng rất mạnh mẽ. Anh ta trực tiếp nói rằng anh chàng chuyển giới rất giả tạo, hoàn toàn không chân thành tham gia trò chơi. Chẳng phải đây là đang nói với mọi người rằng anh chàng chuyển giới là kẻ lừa đảo, sao? Lần này, anh chàng chuyển giới xem như là đụng phải tấm thép, rồi. Ed hoàn toàn không sợ hãi.
chàng gay và Samatha, những người luôn có chút nghi ngờ về anh chàng chuyển giới đã vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng có người nói ra lời thật lòng, thay họ. Nhìn anh chàng chuyển giới giả nai, và luôn lẹo xé nhau với người mới ép độc mồm độc miệng, và tỉnh táo, mọi người đều hưng phấn như con trồn trong vườn dưa. Ngay sau đó, anh chàng cơ bắp cũng lên dây cót tinh thần, bày tỏ sự nghi ngờ với anh chàng chuyển giới. Tôi có thể vỗ ngực tự tin nói rằng, mọi quyết định của tôi đều là chân thành 100%. Còn anh chàng chuyển giới, cậu có thể nói như vậy không? Trời ạ! Bây giờ, mọi người đều cảm thấy anh chàng chuyển giới có chút sai sai. Chỉ có một người vẫn vô điều kiện tin tưởng cô gái da đen xinh đẹp, trong mộng của mình. Đó chính là anh chàng Ấn Độ. Anh ta cố chấp như vậy, vẫn kiên định cho rằng anh chàng chuyển giới chân thật, và thật lòng. Đứa trẻ đáng thương, này đã bị tình yêu che mờ mắt. Ngay sau khi mọi người dằn mặt, lẫn nhau, Samatha lại lén lút tìm chị Mập để trò chuyện riêng. Hai người này giả tạo chào hỏi nhau, sau đó lại bắt đầu tâng bốc, lẫn nhau. Đúng vậy, con gái chúng ta phải đoàn kết. Chúng ta dính nhau như Sam. Rất vui được trò chuyện với cậu. Họ có thể diễn thêm 20 tập nữa với những lời giả chân. Này, hơn nữa, vì mọi người đã xé rách mặt nạ với nhau, nên bảng xếp hạng yêu thích lần này cũng sắp được công bố. Thích ai, không thích ai đều được bỏ phiếu ẩn danh. Cười nói vui vẻ trước mặt, âm thầm xếp người ta ở vị trí cuối cùng. Đây đều là những chiêu trò kinh điển. Cơ bản, mọi người đều xếp đối tượng mà mình dằn mặt ở vị trí cuối cùng. Samatha vì sợ chàng gay đe dọa đến vị trí của mình, nên đã xếp anh ta ở vị trí áp chót. Còn chàng gay thì vẫn coi cô ấy là chị em tốt, xếp cô ấy ở vị trí thứ hai. Anh chàng cơ bắp, người anh em tốt trước đây cũng xếp anh chàng Ấn Độ ở vị trí thứ năm. Một mình anh ta đã kéo thứ hạng của anh chàng Ấn Độ xuống. Hay, bản chất con người thật sự không thể nào chịu được thử thách. Cuối cùng, anh chàng cơ bắp đã giành được ông hoàng nổi tiếng của vòng này. Anh ta có thể tự mình quyết định loại người chơi nào mà không cần phải bàn bạc với người khác. Nhưng, anh ta phải đến phòng của người đó để thông báo tin này trực tiếp. Ôi trời ơi, chơi lớn quá vậy. Trực tiếp nói với người ta rằng, tôi đã loại bạn, thật sự sẽ không đánh nhau sao? Lần này, bảng xếp hạng không được công bố. Mọi người đều không biết ai là ông hoàng nổi tiếng. Nhưng đúng lúc này, anh chàng cơ bắp đã gõ cửa phòng của chị Mập. Hay, lựa chọn của anh chàng cơ bắp thật sự quá đau lòng. Dù sao thì trong lòng chị Mập vẫn xếp anh ta ở vị trí đầu tiên. Nếu như là người khác, chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội ẩn danh này, rớt, đối thủ lớn nhất. Anh chàng cơ bắp thật sự rất cố gắng để không mắc tội với người cũ. Bây giờ chỉ còn lại 6 người chơi. Anh chàng cơ bắp lại chủ động nói ra tin mình đã loại chị Mập. Nhưng những lời này nghe vào tai những người khác lại giống như là đang làm màu. Sau đó, anh chàng cơ bắp còn chủ động tìm anh chàng chuyển giới để nói thẳng, tôi giữ cậu lại là vì anh chàng Ấn Độ. Vì vậy, ba chúng ta hãy liên minh. Cứ như vậy, nhóm nhỏ ba người này lại bắt tay thành công. Lời chăn chối của chị Mập đã ám chỉ rằng trong số những người chơi hiện tại vẫn còn kẻ lừa đảo. Mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau vì những lời của cô ấy. Samatha đang điều tra, từng người một, xem ai đã từng tiếp xúc với chị Mập. Còn người mà cô ấy đang nghi ngờ chính là anh chàng cơ bắp, người cuối cùng đã gặp mặt chị Mập. Samatha đã nói cho Ed biết suy đoán này. Xem ra là cô ấy muốn lôi kéo người mới. Nhưng Ed luôn ủng hộ anh chàng cơ bắp. Trước đó, anh ta còn cùng anh chàng cơ bắp dằn mặt anh chàng chuyển giới. Vì vậy, anh ta không hoàn toàn tin những lời của Samatha. Tình hình liên minh hiện tại là anh chàng cơ bắp, anh chàng Ấn Độ và anh chàng chuyển giới là một nhóm. Samatha kéo Ed cũng bắt tay với nhau. Hơn nữa, mối quan hệ của họ với anh chàng cơ bắp cũng không tệ. Không ngờ, người bị cả hai bên bỏ rơi lại là chàng gay. Chương trình thích gây chuyện lại bày trò để chia rẽ. À không, là để thúc đẩy mối quan hệ của mọi người. Câu hỏi đầu tiên là, mọi người cảm thấy ai là người có khả năng chất nhất trong ngày tận thế zombie? Samatha và anh chàng Ấn Độ đều nói là anh chàng cơ bắp, bởi vì anh ta là một gã ngốc. Cơ dít cảm thấy là anh chàng chuyển giới giả nai, bởi vì ngoài khóc lóc và than khổ, anh ta chẳng biết làm gì khác. Câu hỏi tiếp theo là, hãy nói ra người chơi có khả năng tranh cử tổng thống nhất. Không ngờ mọi người lại đồng thanh nói là anh chàng Ấn Độ. Hay, anh chàng Ấn Độ quả không hổ danh là thần tượng của mọi người. Câu hỏi thứ ba là, ai là người có khả năng tiếp tục làm bạn với bạn nhất? Đây là để thử thách tình bạn giả tạo của mọi người. Anh chàng Ấn Độ và anh chàng cơ bắp đã chọn lẫn nhau. Cặp đôi này thật sự là thiên định. Tất nhiên là anh chàng chuyển giới sẽ chọn anh chàng Ấn Độ, người mà anh ta đã thả thính suốt cả mùa rồi. Những người còn lại đều chọn anh chàng cơ bắp. Xem ra, người thật thà như anh chàng cơ bắp vẫn được yêu thích hơn. Còn câu hỏi, ai là người chơi có khả năng nghi thù nhất? Rõ ràng là đang gây chuyện. Anh chàng chuyển giới nhanh chóng trả lời là Ed. Ed nói là Samatha. Anh chàng Ấn Độ cũng chọn cô ấy. Samatha và anh chàng cơ bắp đều chọn chàng gay. Quả nhiên, mọi người vẫn ngầm thừa nhận Samatha và chàng gay là những người khó dây vào nhất. Sau khi chơi trò chơi vừa vui vẻ, vừa dễ gây thù này, đã đến giờ đánh giá cuối cùng của chúng ta.
thứ hạng lần này sẽ trực tiếp quyết định kết quả cuối cùng của cuộc thi. Hơn nữa, người xếp cuối cùng sẽ bị loại ngay lập tức. Còn đến lúc này, đánh giá của anh chàng Ấn Độ về anh chàng chuyển giới vẫn là như thế này. Anh chàng chuyển giới rất chân thật từ đầu đến cuối. Tôi luôn cảm thấy được anh ấy bảo vệ. Anh ấy là người chị tốt của tôi cả đời. Hey, ai đó hãy cứu chàng trai ngốc nghếch này đi. Đã đến tập cuối cùng rồi mà sao vẫn chưa tỉnh ngộ. Sau khi trải qua quá trình bỏ phiếu căng thẳng và kịch tính, người bị loại chính là S. Trong trò chơi này, quả nhiên là người mới đến sau sẽ thiệt thòi hơn. Còn trước khi rời đi, anh ta lại không chọn vạch trần bộ mặt thật của anh chàng chuyển giới, mà lại đến ôm Samatha. Phong thái của anh ta thật sự rất giống dắt mẹ đến xem mặt con dâu. Nhưng đáng tiếc là Samatha đã có bạn trai rồi. Tấm chân tình này của anh ta cuối cùng cũng đã trao nhầm chỗ. Bây giờ, 5 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuối cùng cũng đã bước sang ngày cuối cùng trong vòng tròn. Lời trăn trối của Ed cũng đã được phát sóng. Mọi người nhìn thấy anh ta dẫn mẹ đến tham gia chương trình đều sốc đến mắt chữ O, mồm chữ A. Anh chàng cơ bắp ghen tị, đến chua chát, đáng lẽ tôi cũng nên dẫn mẹ đến đây, để giúp tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nhìn thấy Ed xây dựng hình tượng hai người, anh chàng Ấn Độ lúc này lại nghĩ đến chuyện, liệu anh chàng chuyển giới cũng đến tham gia chương trình cùng chị gái song sinh hay không? Anh chàng này thật tham lam. Có thể trò chuyện với hai cô gái da đen xinh đẹp thì lời hơn đúng không? Chương trình thích gây chuyện lần này cuối cùng cũng có lương tâm, một lần đã cho anh chàng Ấn Độ, chàng gay và anh chàng chuyển giới, những người trước đó không nhận được video của người thân, xem những lời động viên từ gia đình. Nhưng ngay sau khi xem video xong, cốt truyện lập tức xoay chuyển, bởi vì họ sắp gặp mặt. Tuy mọi người đã hoàn thành việc bỏ phiếu cuối cùng, nhưng trước khi công bố kết quả, họ phải trò chuyện lần cuối, hơn nữa là trò chuyện trực tiếp. Buổi gặp mặt long trọng của những người bạn trên mạng cuối cùng cũng đến. Anh chàng chuyển giới sợ đến mức muốn tè ra quần. Thân phận giả của anh ta cuối cùng cũng không thể lừa dối được nữa. Anh chàng Ấn Độ vô cùng háo hức, là người đầu tiên đến phòng. Nghĩ đến việc sắp được gặp nữ thần trong mộng, anh ta đã xoa tay háo hức. Chương trình cũng rất tâm lý, trực tiếp để anh chàng chuyển giới vào phòng thứ hai, thỏa mãn mong muốn của anh ta. Anh chàng Ấn Độ, anh chàng cơ bắp, không, là anh chàng chuyển giới. Ôi trời ơi! Lúc này, anh chàng Ấn Độ như suy sụp, chú nai con, đang tim đập thình thịch trong lòng anh ta đã đâm đầu vào cây tự sát. Đây là hiện trường thảm họa của yêu đương online, gặp mặt ngoài đời. Sao? Biểu cảm giờ khóc giờ cười của anh chàng Ấn Độ thật sự quá buồn cười. Anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này. Cô gái da đen xinh đẹp, mà anh ta yêu nhất lại là một gã đàn ông chân đất. Nhưng tuy ảnh là giả, nhưng tình cảm của họ là thật. Cho dù không thể làm người yêu, họ vẫn có thể làm anh em tốt. Không tin bạn xem. Hai người anh em tốt này chẳng phải vẫn có thể vừa khóc vừa ôm nhau sao? Sau đó, Samatha vừa bước vào, cũng nhìn thấy anh chàng chuyển giới. Vừa mở miệng đã chửi bậy, khốn kiếp. Không thể nào. Không thể nào. Ban đầu, anh chàng chuyển giới cứ tưởng mình sẽ bị đánh một trận, không ngờ mọi người lại đối xử với anh ta không quá gay gắt. Ba người họ đang ôn lại những suy đoán và biểu hiện của mình trước đây. Samatha trước đó đã có chút nghi ngờ anh chàng chuyển giới. Nhưng cô ấy cũng không ngờ anh chàng chuyển giới lại khác xa với hình tượng trên mạng như vậy. Chàng gay đã diện lồng lộn để gặp mọi người. Bộ đồ lấp lánh đó, anh ta muốn trở thành quả cầu disco sáng nhất. Anh ta nhìn thấy anh chàng chuyển giới cũng ngơ ngác. Nhưng anh ta lại rất dễ dàng chấp nhận thân phận thật của anh chàng chuyển giới. Chúng ta hãy xem biểu hiện của chàng trai ngốc nghếch nhất chương trình anh chàng cơ bắp. Vừa nhìn thấy anh ta bước vào, anh chàng Ấn Độ đã bùng nổ. Tôi cũng không biết tại sao anh ta lại kích động hơn khi nhìn thấy người anh em tốt so với lúc phát hiện ra anh chàng chuyển giới là giả. Lúc ôm anh chàng chuyển giới, anh ta thật sự rất dùng sức. Mỗi cái vỗ vào lưng đều mang theo chút oán hận cá nhân. Anh chàng chuyển giới. Anh chàng cơ bắp. Rất vui được gặp cậu, baby. Cặp đôi bền chặt nhất trong chương trình này quả nhiên vẫn là anh chàng cơ bắp và anh chàng Ấn Độ. Hai người này đã mặt đối mặt rồi, vậy mà vẫn có thể mặt dày gọi nhau là baby. Đây là chiêu trò gì của những chàng trai thẳng vậy? Cuối cùng, đã đến phần công bố kết quả. Để kéo dài thời lượng, chương trình đã mời tất cả những người chơi bị loại và những thí sinh lọt vào vòng chung kết đến trường quay để xem video. Chúng ta hãy bỏ qua phần hồi tưởng về từng thí sinh, xem trực tiếp kết quả cuộc thi. Đầu tiên, người xếp thứ 5 chính là anh chàng chuyển giới người đã dùng ảnh của bạn gái để xây dựng hình tượng giả. Còn người xếp thứ 4 là chàng gay chân thật, độc mồm độc miệng và có chút đáng yêu. Người xếp thứ 3, tôi cũng không giấu mọi người nữa, đó chính là Samatha khó dây vào. Bây giờ chỉ còn lại anh chàng Ấn Độ và anh chàng cơ bắp để tranh giành vị trí quán quân. Không biết các chị em đặt cược vào ai? Hãy niệm tên của người đó trong lòng. Lại đến giờ đặt cược của chúng ta rồi. Cùng nhau đếm ngược 3 số. 3, 2, 1. Công bố kết quả. Anh chàng cơ bắp, người chiến thắng cuối cùng, nhận được giải thưởng $100,000 chính là anh chàng cơ bắp. Không biết các chị em đã đoán đúng hay chưa?
Vòng tròn đến đây là kết thúc. Nếu thích, đừng quên like và follow tôi. Cảm ơn các chị em đã luôn ủng hộ và thúc giục tôi ra video mới. Hẹn gặp lại các chị em ở tập tiếp theo.